Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chuỗi video cập nhật tính năng mới của Base. Sau đây là video về các tính năng được cập nhật trong tháng 7 của bộ Base World Plus, giải pháp quản lý công việc, quy trình và nâng cao năng suất. Các cập nhật đáng chú ý bao gồm: thứ nhất, ở báo cáo của WeWork có thể xem danh sách chi tiết các công việc thông qua các con số. Thứ hai, tương tự như WeWork, báo cáo của Workflow cũng cho phép xem các nhiệm vụ thông qua các con số thống kê. Thứ ba, Workflow cập nhật thêm các lựa chọn chỉnh sửa trường điều chỉnh. Thứ tư, mẫu in request ở dạng bảng cho phép tự động in thành nhiều dòng. Và cuối cùng là hiển thị ý kiến của người duyệt ở từng đề xuất của request. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng nội dung cập nhật nhé. Đầu tiên, khi truy cập vào báo cáo hệ thống, admin của WeWork hoặc quản trị hệ thống cấp cao dễ dàng xem được chi tiết thông qua các con số, có thể xem nhanh được danh sách các phòng ban, dự án và công việc của cả hệ thống. Đồng thời, thấy ngay được các thành viên đang quá hạn và biết quá hạn ở những công việc nào. Cũng như chi tiết quá hạn của các phòng ban, dự án để thuận tiện trong việc kiểm soát tiến độ công việc. Phần hiển thị này cũng áp dụng tương tự ở cả báo cáo của department và báo cáo của từng phòng ban dự án. Tương tự như WeWork, Workflow cũng cho phép xem chi tiết báo cáo bằng cách nhấp chuột vào các con số thống kê. Người quản trị nắm ngay được tổng quan số lượng nhiệm vụ quá hạn của cả hệ thống, có thể nhấp vào để xem chi tiết các nhiệm vụ và xuất dữ liệu ra Excel nếu cần. Đồng thời có thể xem nhanh các nhiệm vụ quá hạn theo từng quy trình, hoặc xem chi tiết quá hạn theo từng thành viên. Tính năng này cũng áp dụng tương tự ở báo cáo của từng quy trình. Ngoài ra, Workflow còn cập nhật thêm một tùy chọn cho việc chỉnh sửa trường tùy chỉnh, đó là chỉ được phép chỉnh sửa các trường ở giai đoạn kế tiếp. Lý do là để đảm bảo người thực thi không được quyền chỉnh sửa các trường tùy chỉnh đã được người khác nhập trước đó, nhằm đảm bảo tính chính xác nhất của dữ liệu, mà họ chỉ được quyền chỉnh sửa ở các trường đầu vào ở giai đoạn tiếp theo. Tiếp theo là một cập nhật rất hữu ích của Base Request về in tùy chỉnh dạng bảng. Trước đây, người dùng phải thiết lập in dạng bảng khá phức tạp như sau, và phải thiết lập ước chừng số lượng dòng được sinh ra trên file Word, dẫn đến nếu người dùng điền ít hơn số dòng được thiết lập sẵn thì file in ra sẽ dư các dòng trống, và ngược lại, nếu điền nhiều hơn thì sẽ không hiển thị đủ số dòng khi in ra. Để giải quyết vấn đề này, Base đã tối ưu thêm phần in dạng bảng với cách điền trên file index như sau: biến đồng tiền đô la mở ngoặc nhọn column chấm mã trường tùy chỉnh chấm số thứ tự cột đóng ngoặc nhọn lại. Lưu ý, để lấy được đúng mã trường tùy chỉnh, ta sẽ xem ở một mẫu form đề xuất, rê chuột vào tên trường hoặc nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa mã trường tùy chỉnh. Ví dụ, ta có đề xuất mua hàng với bảng danh sách hàng hóa theo thứ tự cột là đầu tiên là tên hàng hóa, tiếp theo là đến số lượng và lý do và ghi chú. Cách thiết lập trên file in Word sẽ là: đối với cột số thứ tự đầu tiên sẽ điền như sau: biến đồng tiền mở ngoặc nhọn column chấm DSHH chấm 0 đóng ngoặc nhọn lại. Trong đó DSHH là mã trường tùy chỉnh của bảng danh sách hàng hóa, 0 là thứ tự mặc định của cột số thứ tự trong bảng do hệ thống tự động sinh ra. Cột tên hàng hóa sẽ điền với cú pháp tương tự và thay đổi số thứ tự cột là chấm 1. Các cột còn lại điền tương tự là chấm 2, chấm 3 và chấm 4. Và khi in ra, số lượng dòng được tạo ra trên file Word sẽ tương ứng với số lượng dòng mà ta điền trên hệ thống. Và phần cập nhật cuối cùng là request cho hiển thị thêm ý kiến của người duyệt. Lúc trước, các ý kiến duyệt sẽ được khóa lại ở phần bình luận, dễ bị lẫn lộn với các bình luận bên dưới. Giờ đây, mọi người có thể xem được ý kiến của người duyệt ở khung thông tin duyệt.
Phần bên trên là các tính năng đáng chú ý được cập nhật trong tháng vừa qua. Mọi người có thể xem chi tiết và cập nhật thêm các tính năng khác thông qua file đính kèm bên dưới mô tả hoặc truy cập vào trang hỗ trợ của Bay. Bay sẽ tiếp tục cập nhật các tính năng mới thông qua các video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe.